Mùa tỏi Muổng Dung đăng ký kênh ủng hộ Zio. Về tổ amu dì ta lấy xì mương tiêm tâu. Dạ mày ý rào phà thả lỗ hồ dầu. Phê lãng phá lý thơ chấm phẩu. Một tí lấy thả ta hồ dầu. Thả đoàn trẻ đi hàng ngọt mấy lăng trò già có thấy gì nhiều có tu đồng nhà tiêu mu mày mấy ba hà thì có thấy kiểu nhà tư đồng đi kia mấy mình đang thấy bảo thùng mình đã đi kia mình đang ta lấy cái thùng mình ta thấy càng xa ta thở nhớ xa tìm thương thấy hai tiếng tìm tôi về. Em sinh năm bao nhiêu? 2 năm 3. Nhà em ở bản nào nhỉ? Khoai Lầu. Thế là năm nay là em tham gia cái lễ hội này lần thứ mấy rồi? Lần đầu tiên à? Dạ, thấy em tham gia đấy là tiết mục múa sao? Cá tiếng chỉ cái trang phục này. Dạ, mà em cười rất là tươi. Thái kêu rất là duyên. Dạ, thấy toàn mình khô thả anh chờ. Kiếm xà lò than thầy cần than giờ mà để cháu có nhìn kiểu nghe thứ lòng đi kiếm mình đang phải không mình ta lẩu bộ biểu đây là món cá suối cây cháo chúng em một ngày nghĩ vang đỏ thấy chi tôi thấy chiều. Các em còn chương trình gì nữa không? Văn nghệ thôi rồi mà đúng không? Còn chương trình gì nữa? Còn tham gia thi gì nữa không? Chưa cả thấy trẻ mà hát nhiều. Áo mê thấy kì hết rồi ông ơi. Hết văn nghệ rồi. Nhà thấy còn mò tôi thấy kiểu nhà ma tôi họ kiểu kiểu con có mà tôi thấy kiểu pha lo than tu chân ấy chào thao mỏng miền hình phú hiến thiều thì... yeah, to
tình ta à, tôi hi quấy dân em ạ. Đặc sản của Bình Liêu là món men lá, rượu men lá uống vừa êm nhà ta mà say cũng đau đầu. Nhà em có nấu rượu không? Thi... Nhà em có nấu rượu không? Không ạ. Như sao ai gặp thấy... em cũng đều bị say đúng không? Đâu có đâu ạ. Dạ to cụ thả. Nói vui thế thôi nhưng mà thực ra thì sức vui dạ của em rất là cao. Nên là nói thật lòng. Thế hai là thế ta dân cao dân số dân số đi hàng sao nhìn tham thế hiểu vậy quan đến đi tàng sĩ thâu dân số ình thiên thợ hèn dương mô giả tây rồi cho nó ý khí tàn nhau giá luận chiều nhớ rồi cho ta đi con thỏ nhắn nhá 6 7 1 2 hàng giờ tháng 6 7 1 2 hàng giờ thiên đi tháng ca tây đã có tơ đồng đôi chiếc tổ mày sao mấy với hạ chi bằng chén thế gian yên tâm sao có chiều tà hàng xưa lửa than sao có gì nghe chân hô chân thang xa lò an thơ cứ dân điều thiên ta có cổ cứ dân hay lò dài sao thấy